Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mrs. House. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review một bộ bài đến từ Anh Quốc kiêu kỳ và xinh đẹp, bộ Tarot Tarot. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào review nhé. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và bộ bài này là một trong những bộ bài do tác giả tự in, vì thế nó không được đóng siêu ngoài. Tuy nhiên bên trong thì chúng ta vẫn thấy có siêu trong như thế này đây. Đó, các bạn đã bắt đầu thấy mạ vàng bóng loáng lấp lánh. Hộp bài là hình ảnh của lá The Fool ở mặt trước và lá The World ở mặt sau, thành một thể hoàn chỉnh và thống nhất. Ở bốn bì xung quanh là bốn màu của viền thuộc về bốn nguyên tố. Ngoài ra thì không có nhiều thông tin lắm. Nếu như là bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về bộ bài này thì bạn cần phải đi vào trong website của tác giả, cũng như là tìm hiểu thêm về một số forum. Ở trên nắp hộp thì có in thông tin là sản xuất bắt đầu từ năm 2013. Và thông tin trên website của tác giả thì bộ bài này giới hạn trong 2000 phiên bản. Đây là siêu trong của bộ bài. Và bộ bài được mạ vàng rất là đẹp, rất là lấp lánh. Bây giờ mình sẽ khui siêu bộ bài ra để bắt đầu xem về chất bài cũng như là toàn diện hơn về bộ bài nha. Đây là bộ bài hoàn chỉnh sau khi đã khui siêu. Bạn thấy được mạ vàng rất là đẹp, rất là chắc chắn, như là một cục vàng trên tay vậy đó. Mình sẽ xem về cái mạ trước nha. Đó, bạn sẽ có cảm giác rất là sang chảnh khi mà cầm bộ bài này. Về mặt sau của lá bài thì mình nhìn nó giống như là một bức tường gạch cổ có rêu, và hình ảnh khá là đặc trưng của Moritz. Đây là hình như thế này. Bạn nhìn thấy bạn có thấy là rất là quen thuộc với lại một số cái phiến gạch mà mình thấy ở ngoài công viên không? Về chất bài thì đây là một loại chất bài khá là dẻo, nhưng mà không nhẹ lắm, nó thuộc dạng khá nặng. Mặt sau thì được cán bóng, nhưng mà mặt trước thì dạng là cán mờ. Cầm khá là, nó hơi sần sần. Tuy nhiên như vậy cũng đủ để cho bạn có cảm giác là bộ bài này rất là trơn. Khi mà trải rất là dễ. Mình sẽ thử trải qua một lần cho các bạn xem. Trơn và dễ trải. Thấy không? Rất là mượt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem qua một lượt 78 lá bài cũng như là một số cảm nhận của mình về bộ bài này. Trên website của tác giả thì tác giả không đưa cho mình thấy được nhiều thông tin về bộ bài này cho lắm. Tuy nhiên thì cộng đồng sử dụng tarot của mình cũng có khá nhiều fan hâm mộ của bộ bài này. Họ cũng đã truy tìm nguồn gốc của những hình ảnh trên lá bài, cũng như là những câu chuyện xoay quanh những cái chi tiết hình ảnh đó, để có thể đưa ra được những cái ý nghĩa của mỗi lá bài. Lá bài này tập hợp những bức tượng, những công trình kiến trúc, cũng như là những hình ảnh biểu tượng của rất là nhiều tôn giáo và các nền văn hóa lớn trên thế giới. Và sau đó thì tác giả đã chụp lại những cái hình ảnh đó, đem về xử lý hình ảnh bằng cách là ghép texture rất là cổ điển như thế này đây. Về bộ bài này thì tác giả không nói rõ nó theo chuẩn bài nào. Tuy nhiên thì có một số người cho rằng nó theo chuẩn mà say. Bộ bài này đến từ Anh Quốc và nó mang một màu sắc sang trọng và cổ điển như chính những người Anh Quốc vậy. Nhìn rất là quý tộc.
và mang những nét đặc trưng của một nền văn hóa lộng lẫy ngày xưa. Bắt đầu khi chúng ta đi qua bộ quan ở đây được dùng tên là Stave, thì chúng ta đã thấy nó khoác lên một màu vàng rất là chói, pha lẫn cam và đỏ, tạo ra một cảm giác năng động và ấm áp, đúng màu sắc của bộ quan rồi. Bởi vì đây là một bộ bài không có sách đi kèm, vì thế nếu như bạn là người mới sử dụng tarot thì có thể sẽ gây ra cho bạn một số cản trở nhất định. Trong tương lai thì vẫn hy vọng là tác giả sẽ có viết một vài lời cho các lá bài này, bởi vì vẫn có rất là nhiều chi tiết vẫn còn là bí ẩn. Ở website cũ của tác giả thì ông ấy còn thậm chí làm thách thức người sử dụng tự tìm ra những chi tiết hình ảnh này cơ. Bây giờ sang website mới thì ông ấy đã có giới thiệu một đôi dòng về bộ bài. Đi qua bộ cúp thì chúng ta thấy một màu xanh rất là mát dịu. Bộ bài này mình không dự tính là sẽ làm review, bởi vì ban đầu mình cũng chưa biết nói gì về nó cả. Tuy nhiên thì hôm nọ có một anh sử dụng bài cũng khá lâu, và anh này cũng có sử dụng bộ bài này. Anh ấy cũng đã mua bộ này nhiều lần rồi, và mình mới ngạc nhiên và mình hỏi tại sao anh lại mua nhiều bộ như vậy. Thì anh nói là anh tặng cho nhiều người, lý do là bởi vì anh rất là thích bộ bài này. Cách sử dụng của anh không giống với cách mà mình đang đi theo, đó là để tìm những cái hình ảnh chi tiết trong đây, nó xuất phát từ đâu, nguồn gốc là gì, cũng như là truyền thuyết hay là câu chuyện về nó là gì, để mà hiểu về bộ bài. Thì cái cách của ảnh dùng là xem bộ bài này như là một tòa lâu đài, và mỗi lá bài sẽ là một góc hoặc là một chi tiết nào đó trong cái tòa lâu đài đó. Sẽ có những góc nó rất là mới, rất là đẹp, rất là lung linh, nhưng sẽ có những cái góc cổ hoặc là cũ kỹ. Ví dụ như bộ kiếm này thì nó cho rằng đây là một cái nhà kho cũ của tòa lâu đài đó, và mình thấy rất là hợp lý bởi vì cái sự cũ kỹ của nó. Trong này có những lá bài có cánh cổng, thì ảnh cho rằng đó là cánh cổng dẫn tới đâu đó. Và cái cách mà ảnh giải thích bộ bài làm cho mình cảm thấy là ảnh có một trí tưởng tượng rất là tuyệt vời, và một cái khả năng cảm nhận rất là sắc. Bộ bài này làm cho mình có một cảm hứng tuyệt vời về những chuyến du lịch. Từ lúc mà có bộ bài này là vào đầu năm nay, khi mà mình được một chị khách hàng tặng cho bộ bài này, thì mình đã bắt đầu có nhiều suy nghĩ về việc đi du lịch hơn. Trước đó mình rất là không thích đi du lịch, bởi vì cái sự mệt mỏi, khó chịu mà chuyến du lịch gây ra cho mình. Tuy nhiên từ lúc mà nhận được bộ bài này thì mình đã muốn đi rất là nhiều nơi, và nhất là có thể một ngày nào đó có dịp đi tới châu Âu để tìm hiểu nhiều hơn về những cái hình ảnh bên trong lá bài. Cùng các bạn đã thấy được những chi tiết hình ảnh của bộ bài rất là tuyệt vời. Đây là bộ tarot duy nhất mà tác giả làm. Ngoài ra thì ông này còn có một số bộ Lenormand đã xuất bản, cũng như là một số bộ bài tây nằm trong những cái project mới cho năm mới. Mình hy vọng là mình sẽ được cầm trên tay nhiều bộ bài của tác giả này hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Mr. Tarot. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.